Vâng, xin kính chào quý khách hàng thân yêu của NK Việt Nam. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại kênh giới thiệu sản phẩm của chúng tôi. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong phân khúc xe sedan cỡ C hiện nay, Cerato đang là một mẫu xe cực kỳ hot bởi vì có quá nhiều ưu điểm. Đầu tiên phải kể tới đó chính là giá thành thì rất là phải chăng trong phân khúc. Thứ hai, Cerato luôn sở hữu những thiết kế cực kỳ độc đáo, cực kỳ bứt phá và rất là đẹp, rất là trẻ trung luôn. Và một ưu điểm nữa cần phải kể tới đó chính là mẫu xe tới từ Hàn Quốc này luôn trang bị cho chúng ta cực kỳ nhiều option và gần như là đi đầu trong phân khúc về các option luôn. Và một mẫu xe như thế, hot như thế thì không thể không có mặt tại NK Việt Nam được. Ngày hôm nay xin mời quý vị và các bạn đang quan tâm tới mẫu xe này hoặc kể cả chưa quan tâm đến mẫu xe này, hãy cùng em Thắng NK chúng ta đi dạo một vòng, cùng ngắm nghía những mẫu xe Cerato đủ các đời, đủ các phiên bản đang có tại NK Việt Nam. Và trước khi đi ngắm nghía các em thì xin quý vị và các bạn hãy hào phóng cho chúng tôi một like và một lượt theo dõi để luôn cập nhật những sản phẩm mới nhất tại NK Việt Nam. Và biết đâu một ngày nào đó, một lúc nào đó bất chợt chúng ta tìm được chiếc xe của cuộc đời mình. Nào, xin mời quý vị và các bạn. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đầu tiên thì ngay bên cạnh em Thắng NK là một chiếc xe có thể nói là lão thành cách mạng, một chiếc Cerato 209 nhập khẩu Hàn Quốc, thưa quý vị và các bạn. Và không chỉ riêng chiếc xe này và tất cả chiếc xe khác, tất cả những chiếc xe được bày bán tại NK Việt Nam đều đã trải qua một quy trình kiểm định 143 hạng mục rất là nghiêm ngặt và cam kết cho quý vị và các bạn 5 tiêu chí vàng. Thắng NK xin phép được nhắc lại, đầu tiên đó chính là động cơ nguyên bản, thứ hai hộp số nguyên bản, thứ ba xe không đâm đụng va chạm, và thứ tư không ngập nước thủy kích, cuối cùng là hồ sơ pháp lý thì hợp lệ sẵn sàng sang tên cho quý vị và các bạn, không hề có thế chấp, không có tranh chấp gì cả. Rồi nên là quý khách hàng rất là yên tâm khi mua xe tại NK Việt Nam. Cùng quay trở lại chiếc xe lão thành cách mạng này, mặc dù đời 2009 nhưng cũng đã được kiểm định, cũng được cam kết chất lượng tại NK Việt Nam với 5 tiêu chí vàng thắng NK vừa nêu, nên quý vị và các bạn hoàn toàn yên tâm, cũng không phải quá lo lắng. Một chiếc xe đến từ Hàn Quốc, xe nhập thì không phải lo lắng rồi. Quý vị và các bạn có thể quan sát, từ đời 2009 tới giờ tính ra đã khoảng sau 13 năm sử dụng, nhưng nước sơn này mọi thứ còn rất là đẹp, rất là bóng bẩy, rất là sang luôn. Và quan trọng nhất là chiếc xe này đang được bán tại NK Việt Nam với mức giá khoảng 300 triệu đồng như một chiếc xe hạng A thôi. Đó, bỏ ra khoảng 300 triệu đồng, quý vị và các bạn có một mẫu xe sedan cỡ C rộng rãi cực kỳ sang trọng. Và em này là biển số tư nhân Hà Nội các bạn nhé. Rồi ok, chúng ta sẽ chuyển sang những mẫu tiếp theo. Nếu quý vị và các bạn thích và muốn tìm những mẫu xe đời cao hơn thì ngay bên cạnh em Thắng NK đây, chúng ta có Hắc Bạch Công Tử Bạc Liêu. Đó, rất là đẹp, rất là bóng bẩy luôn. Đầu tiên thì chúng ta đến với Bạch Công Tử đi. Đây là một chiếc xe bản 2.0 Premium, là bản cao cấp nhất, bản full option cho quý vị và các bạn luôn. Chiếc xe này cũng đăng ký tư nhân biển số Hà Nội một chủ từ đầu. Nếu mà Thắng NK nhớ không nhầm thì đó, đăng ký tháng 7 năm 2019 thưa quý vị và các bạn. Chiếc xe đang được chào bán với mức giá khoảng khoảng 600 triệu đồng. Đó, so với xe mới, chỉ khoảng sau khoảng 2 đến 3 năm sử dụng, chúng ta đã tiết kiệm được hơn 100 triệu rồi, đâu đó gần 200 triệu, rất là ok. Chiếc xe thì cũng đã được kiểm định rất kỹ càng, chiếc xe cực kỳ ngon luôn, không một lỗi nhỏ, quý vị và các bạn về chỉ việc đổ xăng và chạy luôn thôi. Rồi ok, chúng ta quay sang với Hắc Công Tử bên này, một chiếc xe màu đen rất là đẹp. Với những khách hàng, thứ nhất là chúng ta không đủ tài chính lấy số tự động, hoặc là chúng ta muốn tìm kiếm một cái cảm giác lái nó chân thực hơn, nó hành động hơn, nó fast furious hơn thì có thể quan tâm đến mẫu xe này. Đây là mẫu xe phiên bản 1.6 số sàn đời 2018 thưa quý vị và các bạn. Số sàn đời 2018 nhé, màu đen rất là đẹp, 1.6. Chiếc xe là cũng là biển Hà Nội, đăng ký tháng 11 hay 12 2018 gì đó, và đang được chào bán tại NK Việt Nam với mức giá hơn 400 triệu đồng, ngang với một mẫu xe cỡ A mới lăn bánh. Chúng ta có một mẫu xe cỡ C, hộp số sàn cho chúng ta nhiều trải nghiệm lái, và quan trọng nhất chiếc xe cũng rất là ngon, về chỉ việc đổ xăng và đi thôi. Rồi ok, chúng ta hãy tới với những chiếc xe tiếp theo. Xin mời quý vị và các bạn. Vâng, mẫu xe tiếp theo Thắng NK muốn giới thiệu tới quý vị và các bạn đó chính là một chiếc Cerato 1.6 số tự động phiên bản Luxury. Và thưa quý vị và các bạn, 1.6 Luxury là một phiên bản luôn luôn cháy hàng của Cerato, có những thời điểm không có xe để giao luôn thưa quý vị và các bạn. Chiếc xe có một màu sơn đen rất là đẹp, rất là bóng bẩy, nhìn cực kỳ sang trọng, rất là nam tính luôn. Chiếc xe này cũng đăng ký biển số tư nhân Hà Nội. À, xin lỗi quý vị và các bạn, chiếc xe này biển số thành phố đã rút hồ sơ rồi. Chúng ta sẵn sàng sang tên cho quý vị và các bạn chỉ trong một nốt nhạc thôi. Và quý vị và các bạn bấm biển số Hà Nội mới, phí biển chỉ mất khoảng 200.000 đồng. Vâng, chiếc xe lăn bánh nhẹ khoảng 5.8 vạn. Quý vị và các bạn có thể thấy này, lốp này, dàn lốp còn như mới luôn, nhìn phát bắt mắt luôn. Đó, cực kỳ đẹp luôn.
Chiếc xe đang được chào bán tại Enica Việt Nam với mức giá chưa tới 600 triệu đồng. Quý vị và các bạn đã sở hữu một mẫu xe Cerato 1.6 Luxury 2016 rất là đẹp, rất là ngon rồi, mọi thứ còn như mới. Quý vị và các bạn thấy mẫu xe này như thế nào? Hãy liên hệ với chúng tôi số hotline bên dưới hoặc qua trực tiếp để cảm nhận nhé. Và tiếp theo, một mẫu xe cuối cùng trong buổi giới thiệu về Cerato ngày hôm nay, thằng Enica muốn đưa tới quý vị và các bạn là một chiếc xe có màu đỏ cực kỳ đẹp, cực kỳ lộng lẫy và cực kỳ bắt mắt khi xuống phố luôn. Giữa cái nắng hè chói chang mà chúng ta đi một chiếc xe đỏ rực như thế này thì đốt cháy mọi ánh nhìn luôn, thưa quý vị và các bạn. Vâng, đây cũng là một bản 2.0 premium, là bản full kịch luôn, bản full option cho quý vị và các bạn luôn. Chiếc xe này, đây để thằng Enica sẽ xem lại thông tin một chút. Chiếc xe này là đã rút hồ sơ rồi, tư nhân một chủ từ đầu. Chiếc xe đã sau khoảng đời 2019 tính đến giờ sau khoảng 3 năm sử dụng mới lăn bánh nhẹ khoảng hơn 3 vạn thôi. Quý vị và các bạn thấy mọi thứ còn rất là mới. Cũng đang được chào bán tại Enica Việt Nam với mức giá chỉ quanh quanh khoảng 600 triệu đồng. Như chiếc xe trắng bản 2.0 vừa nãy thằng Enica vừa giới thiệu, chúng ta tiết kiệm được một khoản chi phí cực kỳ lớn sau khoảng 3 năm sử dụng so với lăn bánh một chiếc xe mới. Quý vị và các bạn thấy mẫu xe này như nào, hoặc là quan tâm đến bất kỳ một mẫu xe Cerato nào trong buổi ngày hôm nay thằng Enica vừa giới thiệu tới quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn có thể để lại comment bên dưới, chúng tôi sẽ liên hệ lại, hoặc liên hệ với số hotline bên dưới, hoặc mời quý vị và các bạn chúng ta qua trực tiếp Enica chi nhánh Long Biên, địa chỉ tại số 3-5 Nguyễn Văn Linh, Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội, để chúng ta xem xe, chúng ta trải nghiệm một mẫu xe hot như thế này ở thời điểm như thế này. Chúng tôi mua bán rất là nhanh, quý vị và các bạn quan tâm thì hãy nhanh chân lên nhé. Xe tốt, xe đẹp, không chờ một ai. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.